Mới đây tại Đà Nẵng, nam thanh niên phẫn nộ vì bạn gái đòi chia tay, con cưới hình người yêu mới nhằm thách thức đã chém bà gái ngay giữa chợ, rồi từ từ bất thành. Công an quận Cẩm lệ, thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ nam thanh niên để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 1 năm 2023, Trừng Phi Tùng, 28 tuổi, trú huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, vào Đà Nẵng làm nghề đầu bếp và có quan hệ tình cảm với chị Đờ Tê Dừa, 22 tuổi, trú quận Cẩm lệ. Đến đầu tháng 8, cô gái nhắn tin với Tùng đề nghị chia tay nhưng không nói rõ lý do. Tùng không đồng ý nên cô gái nhắn tin gửi hình người yêu mới của mình cho Tùng kèm lời lẽ thách thức. Bực tức, Tùng nảy sinh ý định giết bạn gái rồi tự tử. Sáng ngày 7 tháng 8, Tùng đến quầy hàng bán trái cây của chị giờ ở chợ Hoa Cầm, quận Cẩm Lệ, lấy dao chém bạn gái nhiều nhát vào vùng cổ và gáy, khiến nạn nhân ngã cục. Sau khi chém, Tùng tiếp tục kéo nạn nhân ra ngoài, rồi cầm dao tự tử, nhưng được người dân lao vào khống chế đồng thời đưa chị chờ đến bệnh viện cấp cứu